Chào tất cả các bạn nha. Hiện tại là mình hôm nay là mình sẽ chỉ cho các bạn thay cái màn hình của cái đồng hồ CFI Neo 209 ha. Thì đây trên màn chơi thì trên cái màn hình của mình đó, cái đồng hồ đó là nó đang bị ố nè, nó đang cháy cái pin nè. Đó, hiện tại là khách hàng đang chạy người ta không thích nên nó không có sáng được gì. Nó bị tối đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là sẽ thay cái pin màn hình này như thế nào ha. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành tháo ra, mình sẽ làm cái màn hình này. Đó, mình tháo mấy ống này ra. Đó, mình tháo ra. Rồi, sau khi mình đã gỡ nó ra xong thì mình sẽ tháo này ra nè. Đó, tháo màn hình này ra. Đó, đây. Đó, thì bộ phận bên trong nó là như vậy nè. Đó. Ok. Đó, mình mới tiến hành là mình tháo cái kim ra. Đó. Ok, ra cái kim. Rồi mình tiến hành mà dàn ốc này ra luôn. Rồi sau khi lấy ra nó, bộ phận bên trong nó là như vậy đó. Rồi lấy ra từ từ, đây miếng này đó. Rồi tới đây muốn lấy ra cái này thì mình sẽ dùng tháo này ra. Đây muốn lấy cái này ra được, đây thì mình sẽ dùng cái kìm mình xây cái này ra đó. Mình lên hình mình lấy này ra. Rồi ok, đây một cái dĩ, đây là một cái dĩ đó, xong cái này là cái dĩ mình bỏ qua một bên. Mình làm cái màn hình mà thì chủ yếu của mình đây là cái màn hình là cái này nè. Đó, hồi nãy là mình giới thiệu các bạn đó, nó sớm là nó bị là nó không có lên hình, nó cháy đó. Thì mình làm cái này nè. Đó, mình tiến hành mình tháo ra nha. Đó, mình làm cái này thấy nó cháy không, nó bung lên nè, thấy không? Bây giờ mình tiến hành nè, tiến hành mình lấy cái này ra để mà mình thay cái màn hình vô. Đó, sau khi mình thiếu tháo ra nè, nó đây nè, là cái miếng này này nè, dập đây để riêng, mình sẽ đem ra đây, thấy, ra ngoài. Đó, đây nè, các bạn thấy không? Màn hình này nó bong chóc nè. Đó, nó bị bong chóc, nó bị cháy nè, nó cháy cái pin nè. Thì mình hướng dẫn cho bạn thay cái pin này vô nè, là nó không là nó vô là màn hình nó sẽ sáng, nó không còn bong chóc kiểu này nè. Sau này mình tiến hành mình chỉ cách bạn thay nhé. Thì đây là cái màn hình nè, mình sẽ lột nó ra nè. Đó, mình sẽ lột nó ra bỏ. Đó, xài lâu ngày quá là nó cháy cái pin, cái này là cháy cái pin này. Chứ các bạn không biết là nó hư màn hình, nhưng mà không phải là hư màn hình, cái này là cháy cái pin. Thì mình thay cái pin vô là nó là cái màn hình này nó đã ok liền nè. Đó. Đó, đây là tấm pin nè. Đó. Còn muốn màu thì mình sẽ có tấm pin màu lên, đó. Gọi là tấm pin màu đó. Còn ngày là pin này là giống ra đây là pin trắng đen đó. Thì bây giờ mình sẽ thay tấm pin này vô là mình gắn vô là nó sẽ ok đó. Thì mình lột cạo qua cho sạch hết đi, rồi xong mình sẽ tiến hành lấy tấm pin dán vô. À, trên cái màn hình nó cả quan thấy là thấy nó trong trong vậy, nhưng mà thực nó không có trong vậy. Đây nè, đây là nó có cái mạch nè, nó có cái mạch dẫn điện vô nè. Đây nè, cái mạch nó trắng đó. Đây chính là cái mạch đó mà nó sẽ kết, nó dẫn điện đó. Nó sẽ dẫn điện này nè, khi mà mình lắp vô đó, là nó sẽ dẫn điện nè, nó dẫn điện là từ điện này nè nó sẽ ăn vô cái mạch này nè, chứ không phải mình nghĩ là nó là trong đây là nó không có dẫn điện vô nha. Đây nè mấy cái lằn dùng trong trong đây nè là nó sẽ dẫn điện này nè, chứ không phải là màn hình này mình nghĩ là nó không có dẫn điện nha. Có nhiều anh em không biết nó không có dẫn điện vô, nhưng thực sự đây nó rất là dẫn điện này nè. Điện nó ăn khi mình gáp vô đây nè, mình gáp vô đây nè, nó dẫn điện nó ăn đây nè. Nó sẽ cháy lên màn hình, chứ không phải là không có dẫn điện. Nó cái lần dẫn điện là dẫn chứ dẫn sọc sọc đó. Đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, đây là tấm pin ha.
Đây là tấm phim nó bự nè, nhưng mà mình nhỏ nè, mình sẽ xài nhỏ thôi chứ mình không có xài bự nha. Đó thì mình cái cắt ra. Còn tấm phim này các bạn muốn xây, muốn màu, muốn màu đậm hay màu lợt, hay là nó hơi ngà ngà hay tối tối gì đó, thì mình sẽ xây cái hướng này nè, mình sẽ gà vô cái hướng này nè. Cái hướng này là nó ăn đâu thì nó mình thích màu nào thì mình đưa lên màu đó đó. Đó, chứ không phải là tấm phim này nó ngộ gì, là nó không phải là giống như là mình đưa vô gì là nó sẽ lên màu gan gì nha các bạn. Đó, mình muốn xây màu nào là mình đưa qua nó sẽ tối sáng tối gì đó. Đó, mình muốn to này nè, xây qua nó sáng nó to nó tối gì đó thì mình xây tấm phim thì nó thấy không khác màu, thấy không, xây mỗi hướng là nó đều khác màu, thấy không, chứ không phải là đưa vô mình cắt ngang gì mình đưa vô là nó sẽ lên màu gan gì nha. Anh em có thay nhớ chú ý cái điều này nè. Đó, người em không biết, mình tưởng là mình cắt vô là gì là nó không phải, mình mới xây muốn thích màu nào thì xây vô đó nó có màu. Rồi sau đây là mình sẽ cắt tấm phim dừa nè các bạn. Đó, nó dừa đây rồi phải không. Đó, bắt đầu mình tiến hành là mình dán vô đây nha. Đó, tiến hành mình dán vô đây là mình cắt đã xong rồi nè. Đó, nó sẽ dừa tấm phim này nè, rồi xong mình tiến hành mình dán vô đây. Sau khi là mình đã làm mình dán xong rồi các bạn. Đó, mình đã dán xong rồi đó, nó thành phẩm rồi nè, là ok nè phải không. Mình đã làm xong cái màn hình rồi đó, rồi mình tiến hành cho mình gáp cho mình thử cho các bạn coi. Đó, đó, sau này là mình tiến hành mình gáp vô các bạn. Đó, mình gắn xong cái màn hình này nè. Đó, mình tiến hành mình gáp vô. Rồi, sau đây là mình đã lắp gấp hoàn thành cái đồng hồ. Xong mình sẽ ra mình xem, mình sẽ thử cho các bạn coi ha. Rồi, kiến cái nè. Sau khi mà lắp vô mình chưa gắn kiến, mình sẽ mở lên cho anh em thấy. Đây, ok. Đó, cái màn hình hồi sớm đây nè. Nó cháy phim là nó không còn, nó cháy nè. Bây giờ mình thay vô nè. Ok, cái là trong nha. Đó, nó hoàn thành ok. Đó, đó, như vậy là ok. Cái đồng hồ này là mình gắn vô nó bị là cái kim, mình chỉnh cái kim đây là xong, không có gì hết trơn. Rồi, mình là chàng bạn Giang nha. Mình chúc anh em không biết thay cái màn hình đồng hồ này xem video của mình sẽ biết cách thay. Đó, anh em thấy ok thì nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Chúc anh em thành công. Chào tất cả các anh em.